Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi game Neighbor Duck Die. Hôm nay mình sẽ trêu ông hàng xóm và chú cảnh sát. Hello, xin chào chú cảnh sát. À, không nói gì à? Tôi sẽ vào đây phá phách. Tiên chúng ta sẽ đọc cái bảng thông báo này, ở trên này có cái gì nào. Đây là mấy cái nhiệm vụ mà ông Peter ông ấy đang hướng dẫn mình đi trồng cây này. Rồi, ok. Rồi mình sẽ đi gặp ông Peter. Hello Peter, ông đang cần trợ giúp gì? À, ông Peter này đang nói là chúng ta cần phải đi lấy hạt giống này, cây trồng về đào xuống đây và trồng cây và tưới phân. Rồi, ok, giờ mình sẽ đi vào nhà hàng xóm ăn trộm cái hạt cây giống. Lấy mìn ra ném cho ông hàng xóm này. Tiếp một cái nữa. Tiếp theo sốc điện. Rồi, căn nhà này. Nhà này sẽ có cây hạt giống đây. Giờ chúng ta cần phải kết nối mấy cái ống nước này. Đã, ok. Vậy là mình đã có cây hạt giống để trồng cây cho Peter. Mình sẽ bắn luôn mấy cái kính của ông hàng xóm này. Chó máy móc của hàng xóm. Xóm đã tự bị con kia bắn đóng băng luôn rồi. Giờ mình sẽ bồi thêm cho vài cái nữa. Vậy mà vẫn bắn trúng. Lúc sau hàng xóm. Tiếp này, cho ông này không thể ra được. Mình sẽ lấy súng ra bắn hết kính của nhà hàng xóm. Ông hàng xóm phát điên luôn. Rồi vào nhà hàng xóm xem đây có cái chìa khóa này. Còn cái gì không? Đây còn cái chìa khóa nữa. Nhặt luôn cái này. Sốc điện cho hàng xóm một cái. Xóm vẫn đang đuổi. Múa múa cái gì ở đây? Múa hả? Em cho một quả mìn. Bằng tiếp này. Giờ mình sẽ đi đưa hạt giống cho ông Peter này, ông ấy trồng cây. Ủa, cây lớn nhanh thế? Thuốc thần hả? À, thế thì phá luôn nhà Peter. Rồi, cây này đang bị một cây gai cuốn vào đây, nên mình cần phải cắt nó đi. Ông hàng xóm này, à ông Peter bảo là đừng đụng vào. Cây hoa này có gai độc đấy. Rồi, chúng ta vào nhà hàng xóm, à Peter. Xem có cái gì trong này.
Đây có một con bướm này, con bướm bướm. Cho vào đây là mình có khẩu súng. Tiếp theo là cái bông rửa bát. Nghe tiếng mà ngọt lự. Cái này là chưa có táo này, xem có quả táo nào không. Đây có một quả. Rồi, ông cảnh sát đâu rồi? Hello, xin chào. Bắn cho cái, bắn súng điện một cái này. Rồi, mình sẽ đi vào đây chơi speed game. Xem ông hàng xóm này đang ẩn giữ bí mật gì. Ông hàng xóm này đang giấu mấy cái mảnh ký tự gì đây này. Mình cần phải tìm một cái. Rồi, tiếp theo còn 4 cái nữa. Ông này giấu kỹ thế. Đây rồi, ra đây che hả? Làm sao mà chống cự được. Camera quá xịn xòi. Rồi, đã bị ông này phát hiện. Tiếp theo mình đi tìm cái khác vậy. Một cái. Rồi, 3 cái rồi, còn 2 cái nữa thôi. Đây rồi. Làm sao mà chặn được. Cái cuối cùng. Cái cuối cùng nằm ở đây. Rồi, ok. Vậy là mình đã hoàn thành cái speed game. Ông cảnh sát đang biết mình ở trong này và ông ấy đang đứng ở đây. Đó, ông đang đuổi. Bắn cho ông một cái. Rồi, ok, giờ mình sẽ đi vào tìm cái chìa khóa để mở cửa. Khóa vàng. Bắn cho cái. Wow. Ông này ông ấy làm sao mà kháng cái chiêu này của mình rồi, súng của mình rồi. Đây nào, bắn cho cái đó, phải vậy chứ. Rồi, chúng ta lấy súng điện. Tốc điện đây rồi, sao mà chống cự được. Ok, vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.